Nhận định bóng đá Liverpool với West Brom 23 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12, vòng 15 ngoại hạng Anh. Chạm trán một đối thủ không quá mạnh như West Brom sẽ là cơ hội để Liverpool gia tăng cách biệt với các đội đang bám đuổi. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật trận đấu mới nhất nhé. Sau 1/3 chặng đường mùa giải 2020-2021, Liverpool vẫn duy trì được vị trí quen thuộc tại ngoại hạng Anh. Cụ thể, đội bóng thành phố cảng giành được 9 trận thắng, hòa 4 và chỉ để thua đúng 1 trận, qua đó nắm giữ ngôi đầu tại ngoại hạng Anh. Khách quan, Liverpool đã gặp không ít khó khăn với những chấn thương của các trụ cột trong quãng thời gian vừa qua, nhưng với tài năng dẫn dắt của huấn luyện viên Klopp, đội chủ sân Anfield vẫn duy trì được vị thế độc tôn tại xứ sở sương mù. Cũng chẳng cần lấy ví dụ đâu xa, lùi lại một tuần trước, The Kop đã có 90 phút phô diễn sức mạnh khi vùi dập đội bóng cứng đầu Crystal Palace với tỷ số 7-0 ngay tại sào huyệt Selhurst Park. Trước đó một vòng, Liverpool một lần nữa chứng minh sức mạnh của nhà đương kim vô địch khi đánh bại Tottenham. Nên nhớ, trước khi trận đấu kể trên diễn ra, Tottenham đang là đội bóng đứng ở vị trí số 1 khi có chuỗi 11 trận bất bại tại ngoại hạng Anh. Trở lại với lượt trận đêm nay, Liverpool trở về sân nhà Anfield để tiếp đón tân binh West Brom. Rõ ràng, với lợi thế sân nhà và phong độ hủy diệt đang sở hữu, Salah cùng đồng đội có thêm một chiến thắng tưng bừng trước West Brom là kết quả được nhiều người dự đoán. Nhắc thêm, West Brom bước vào trận đấu này với nhiều xóa trộn trên băng ghế chỉ đạo. Như đã biết, ngay sau trận hòa đầy ấn tượng trên sân của Man City ở vòng 13, West Brom đã quyết định sa thải huấn luyện viên Bilic và đưa chiến lược gia lão luyện Alakdic lên thay thế. Nhưng đáng tiếc cho West Brom, họ thay tướng nhưng không đổi vận. Ở trận đấu đầu tiên dưới quyền huấn luyện viên Alakdic, đội chủ sân The Hawthorns đã có trận thua thảm hại 0-3 trước Aston Villa ngay trên sân nhà. Như vậy, West Brom đã thua tới 3 và chỉ hòa 1 ở 4 vòng đấu mới đây. Thua kém phong độ, West Brom còn khiến nhiều người hâm mộ lo lắng với thành tích đối đầu nghèo nàn. Tính trong 120 trận đụng độ tại mọi mặt trận, West Brom chỉ thắng 30 trận, hòa 50 và nhận tới 54 trận thua trước Liverpool. Dự đoán tỷ số Liverpool với West Brom 4-0. We'll be right back.